quý vị, đối với những người dân khi đi mua nhà, chỉ khi cầm trong tay cuốn sổ đỏ, sổ hồng thì mới chắc chắn ngôi nhà hay căn hộ ấy thuộc sở hữu của mình. Tuy nhiên, dù đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ, hàng tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư, nhưng để nhận được sổ hồng lại không hề dễ dàng. Ở mỗi dự án, người mua lại gặp một cái khó khác nhau trong việc nhận sổ đỏ, sổ hồng. Có thể thấy chỉ xoay quanh từ khóa sổ đỏ, thế nhưng người dân vẫn đang phải hàng ngày đối diện với muôn vàn nỗi khổ. Cụ thể hơn thì vấn đề này đã được kiến nghị và giải quyết được những phần nào lo lắng của người dân sẽ là nội dung chính của chuyện trong ngày tối nay. Nhưng trước hết hãy cùng chúng tôi đến với thành phố Hồ Chí Minh để thấy rõ hơn không ít chung cư mà người mua nhà gặp phải tình trạng mòn mỏi chờ được cấp sổ. Đầu tháng 3 năm 2019, hơn 400 hộ dân đang sinh sống tại chung cư Khang Gia Tân Hương như đang ngồi trên đống lửa khi nhận được thông báo của Ngân hàng Nam Á về việc sẽ siết chung cư để thu hồi khoản nợ của chủ đầu tư. Cũng trong khoảng thời gian này, nhiều hộ dân đã phải cắt cử người ở nhà vừa để đi dò hỏi thông tin, vừa để giữ tài sản mà gia đình tích cóp bao nhiêu năm mới mua được khi sổ hồng chưa có trong tay. Vì cái dự án mình đó là mình được mua là được cái dự bên ngân hàng đầu tư phát triển BAB á, nó tài trợ cái gói 30.000 tỷ á, thì cái này nó vài năm á, nhưng mà nó được vài cái gói đó nữa mình cũng không có biết là cái thủ tục ký là sao, nên giờ là mình với một số người dân ở đây đang họp bàn lại thôi, chứ giờ cũng chưa biết tính kiểu gì nữa. Rất là hoang mang. Anh cả cái chung cư này náo loạn hết lên. Đi đâu ai cũng hỏi thăm nhau là mình bao giờ mình phải ra đường. Tôi thì tôi nói là mình không có thể ra đường được. Tại vì nhà tôi là mua cái gói 30.000 tỷ của nhà nước. Và bây giờ nhà nước cho tôi mua cái gói 30.000 tỷ mà bây giờ tại sao lại bảo là siết nhà tôi. Không chỉ lùm xùm chuyện bị ngân hàng siết nợ, chung cư Khang Gia Tân Hương còn là dự án có rất nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, công ty Khang Gia tự ý thay đổi thiết kế tầng 1, tầng lửng và tầng 2 để xây dựng thành 71 căn hộ trái phép. Những căn hộ này sau đó đã được bán cho khách hàng. Ngoài ra còn nhiều sai phạm khác như tăng diện tích tầng hầm, tự ý chia nhỏ diện tích căn hộ, lấn chiếm khu vực cộng đồng, lấp các ô thông tầng. Thế nhưng cư dân ở dự án Khang Gia Tân Hương có lẽ vẫn còn may mắn hơn những người mua nhà ở dự án Tân Bình Tower. Theo dự kiến, cuối tháng 3 năm 2016, dự án sẽ giao nhà cho cư dân. Thế nhưng đến nay, chủ đầu tư đã trễ hẹn giao nhà, giao sổ hồng cho cư dân hơn 3 năm. Người dân chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi kiện và kéo đến dự án để đòi nhà. Mà tình hình em nhìn đó, thấy chưa có gì hết. Em thấy nhìn vậy, em thấy tới đó đâu có nhận gì được không? Mà thấy người ta không làm gì hết thì làm sao chúng tôi nhận được? Chủ đầu tư thì nhiều lần thách thức dân chúng tôi rằng là đi kiện và đi làm mọi việc đi. Và người ta thích giao thì lúc nào người ta giao. Và hiện giờ thì dự án như tôi được biết là tầng hầm vẫn chưa có làm. Thì cái chuyện tầng hầm chưa làm thì chưa thể nào gọi là bàn giao dân. Và tình hình này thì chúng tôi không biết kéo dài tới bao lâu. Một trong những lý do chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ cho khách mua là vì dự án có quá nhiều sai phạm. Cụ thể, kết quả kiểm tra tháng 6 năm 2016 của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, dự án này chỉ được duyệt xây 14 tầng, nhưng thực tế chủ đầu tư đã xây thêm 2 tầng nhằm tăng thêm 28 căn hộ với tổng diện tích thêm đến gần 2.000 m². Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ thi công và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm, đề nghị chủ đầu tư nộp phạt hành chính và khắc phục sai phạm mới được tiếp tục thi công. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không chấp hành, buộc Thanh tra Sở Xây dựng ban hành quyết định cưỡng chế vi phạm, yêu cầu phải cắt ngọn 2 tầng đã xây trái phép. Tháng 7 năm 2018, chủ đầu tư dự án này phải chịu mức phạt kỷ lục hơn 1,6 tỷ đồng cho những sai phạm chồng chất tại đây. Và đến đầu năm 2019, chủ đầu tư dự án mới tháo dỡ những phần xây dựng trái phép. Tuy nhiên, ngày nào người dân nhận được nhà, nhận được sổ hồng thì vẫn chưa thể xác định.